Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Liên tục cập nhật các tin tức đang được quan tâm, chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ghi nhận mức nhiệt độ cao chưa từng có tại nước ta. Nắng nóng kéo dài, thủy điện Trị An tiệm cận mực nước chết. Một người đàn ông chi tiền tỷ đưa giống nho đắt đỏ từ Hàn Quốc về trồng ở miền Tây. Xử phạt hai đối tượng canh đường để xe quá tải né cảnh sát giao thông. Tạm giam các đối tượng xông vào siêu thị chém người tại Đà Nẵng. Hàng ngàn du khách nô nức trải hội Tràng An. Người dân thành phố Hồ Chí Minh chạy bộ, nhặt rác, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Những ngày qua, nắng nóng gay gắt đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Lần đầu tiên một trạm đo ở nước ta ghi nhận được nhiệt độ trong lều khí tượng lên tới 44,1 độ C. Đây là kỷ lục nhiệt độ cao nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên xảy ra ở cả Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, các tỉnh thành ở Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nước ta một lần nữa đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trên toàn lãnh thổ Việt Nam với 44,1 độ C vào ngày hôm qua tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vượt qua mức kỷ lục 43,3 độ C xuất hiện vào ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, một số nơi cũng có nhiệt độ cao trên 43 độ C như huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, 43,4 độ C, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, 43,5 độ C. Cũng theo đánh giá của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng gay gắt diện rộng có khả năng mạnh nhất của tháng này. Sau đợt nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ, miền Trung liên tục có mưa dông nên thời tiết mát mẻ. Hôm nay nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Cũng do nắng nóng kéo dài đã khiến mực nước hồ Trị An giảm sâu, tiệm cận mực nước chết 50 mét. Thông tin được ông Võ Tấn Nhẫn, giám đốc công ty Thủy điện Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết vào hôm nay. Cụ thể, mực nước hồ Trị An đo được sáng nay là 50,5 mét. Lưu lượng về hồ đạt 200 mét khối trên giây. Như vậy, mực nước hiện tại chỉ cách mực nước chết 0,5 mét, trong khi mực nước dân bình thường của hồ là 62 mét. Đây là mực nước thấp nhất đo được tại hồ Trị An trong hơn 10 năm qua. Cũng theo ông Võ Tấn Nhẫn, mực nước hồ thấp nhưng nằm trong dải điều tiết. Cuối mùa khô, nước hồ cạn để tích nước trong mùa mưa. Nếu để nước hồ quá cao, khi mùa mưa về, buộc phải xả xuống hạ lưu. Ông Nguyễn Phước Quy, giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cho biết, do lượng mưa ở các tỉnh đầu nguồn như Đắk Nông, Lâm Đồng giảm, nên lượng nước về hồ Trị An giảm sâu. Tuy nhiên, từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 5 tới, Đồng Nai sẽ bắt đầu vào mùa mưa, thời tiết sẽ mát hơn, khi đó lượng nước hồ Trị An sẽ được tăng cường. Nhà máy Thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh 65 km về phía Đông Bắc. Đây là thủy điện lớn nhất ở miền Nam, không chỉ đóng góp cho điện lưới quốc gia, mà còn giúp điều tiết lũ cho vùng hạ du, cung cấp nguồn nước sinh hoạt sản xuất cho tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Với đam mê làm nông nghiệp, ông Nguyễn Bá Duy, 57 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã mạnh dạn chi tiền tỷ để đem giống nho mẫu đơn, loại nho đắt đỏ ở Hàn Quốc về trồng tại miền Tây và bước đầu đạt được thành công. Bây giờ, mời quý vị cùng tham quan vườn nho này nhé. Tại Cần Thơ, ông Duy là người tiên phong trồng loại nho đắt đỏ này với quy mô lớn trong nhà màng rộng hơn 3.000 m2. Vườn nho của ông Duy được đầu tư trang thiết bị hiện đại từ hệ thống tưới, quạt đối lưu, giúp hạn chế độ ẩm, giảm mầm bệnh trong không khí. Điểm đặc biệt là tất cả các thiết bị đều được điều khiển thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại. Ban đầu, ông Duy có ý định trồng các loại cây ăn trái thông thường, nhưng do đam mê cây nho từ nhỏ nên ông quyết định trồng thử loại nho đắt tiền này. Sau khi tìm hiểu, thấy thổ nhưỡng miền Tây thích hợp nên ông quyết định nhập 100 cây nho mẫu đơn giống từ Hàn Quốc về trồng thử nghiệm với giá hơn 400.000 đồng một cây. Thành công bước đầu, ông tiếp tục nhập giống với số lượng 500 gốc nho, trong đó có 360 gốc nho mẫu đơn, còn lại là nho hạ đen, hồng ngọc, nho xanh Ninh Thuận. Theo ông Duy,
Nho máu đơn có tính kháng bệnh cao, nhưng phải am hiểu đặc tính và kỹ thuật xử lý cây ra trái. Xử lý trái thì nó qua một cái quy trình gọi là mình sẽ dùng cái chế phẩm sinh học của nước ngoài đó để mình xử lý thôi. Thứ nhất là bản thân cái nho mẫu đơn là cái giống nho có hạt và bắt đầu mình phải xử lý cho nó hết hạt. Rồi mình dùng cái chế phẩm sinh học đó, mình kéo giãn cái chùm qua mẫu đơn ra. Rồi mình dùng cái chế phẩm sinh học để mình để cho nó chống thối quả hoặc là những cái nấm bệnh. Rồi nó sẽ tăng cường cái tỷ trọng của quả lên to lên. Và cái quy trình đó hiện tại tôi đã áp dụng là để xử lý một cái dùng qua mẫu đơn tôi phải mất 3 lần. Ông Duy cho biết hiện nho mẫu đơn tại vườn đã được 15 tháng tuổi và đang cho được trái đầu tiên. Sản lượng nho tại vườn khoảng 5.000 chùm, tương đương hơn 2 tấn nho. Trung bình mỗi chùm từ 500 đến 700 gram, giá bán 400.000 đồng một ký. Hiện ông vừa mở cửa đón khách tham quan và bán trực tiếp tại vườn cho khách. Dưa gan được giá, xoài cát Hòa Lộc và tôm thẻ giảm giá là những thông tin thị trường đáng chú ý trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ cuối tháng 4 vừa qua cho đến nay, tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, bà con nông dân nhộn nhịp ra đồng thu hoạch dưa gan. Loại dưa này được người dân xã Cổ Đạm trồng khoảng 90 ngày thì tiến hành thu hoạch. Dưa gan hiện được bán với giá từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký, tăng so với các năm trước. Sau khi trừ chi phí, mỗi sào người trồng dưa gan thu về trên 10 triệu đồng. Năm nay xã Cổ Đạm có 20 hecta trồng dưa gan. Xoài cát Hòa Lộc là đặc sản của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thời gian gần đây, xoài liên tục rớt giá. Hiện giá mỗi ký xoài cát Hòa Lộc loại 1 tại các chợ đầu mối là 70.000 đồng, loại 2 là từ 35 đến 40.000 đồng. Còn tại chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, xoài cát Hòa Lộc giá sỉ hiện là 30.000 đồng một ký. Trong khi đầu tháng 1 vừa qua, giá từng ghi nhận lên đến 120.000 đồng một ký. Giá tôm thẻ nuôi theo mô hình công nghệ cao thu mua tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm. Giá tôm thẻ nuôi ao trẻ bạc loại 30 con một ký có giá từ 134.000 đến 136.000 đồng một ký. Nuôi ao đất từ 108.000 đến 109.000 đồng một ký. Giá tôm thẻ loại 40 con một ký nuôi ao trẻ bạc chỉ 111.000 đồng một ký. Nuôi ao đất chỉ 108.000 đồng một ký. Giá các loại tôm nước lợ, nước mặn ở các kích cỡ đều giảm. So với thời điểm trước Tết Nguyên Đán, mỗi ký tôm thẻ giá giảm từ 50.000 đến 70.000 đồng một ký. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên đang ngồi chơi cùng bạn thì bất ngờ té xuống ao tử vong. Vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn. Mới đây, anh NAL, quê ở tỉnh Bình Định, đang cùng 5 người bạn ngồi chơi ở bờ ao trong hẻm trên quốc lộ 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thì anh L bất ngờ bị té, rơi xuống ao và mất tích. Những người xung quanh triệu hô và trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tổ chức lặn tìm nạn nhân. Sau đó, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Còn tại Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom cho biết đang xác minh điều tra vụ việc 4 thanh niên ném bom xăng đập phá xe tải của người dân đậu bên đường. Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 2 giờ 45 phút sáng nay, 4 thanh niên đi trên 2 xe máy vào khu dân cư thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Khi đến gần xe tải của anh TK, ngụ xã Bắc Sơn, đang đậu trên đường, nhóm này dừng xe. Hai người ngồi sau châm lửa vào bơm xăng rồi ném về phía xe tải. Tiếp đó, một thanh niên dùng dao tự chế đập phá làm vỡ kính chiếu hậu, kính chắn gió của xe. Sau đó, cả nhóm rời khỏi hiện trường. Sau vụ việc, anh Ca đã trình báo chính quyền địa phương và cho biết bản thân không có nợ nần hay xích mích với ai. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai đối tượng canh đường để cho xe quá tải trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Đó là Nguyễn Xuân Phúc, 41 tuổi và Vũ Thị Kim Cương, 37 tuổi, cùng trú tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Phúc và Cương bị xử phạt về hành vi môi giới cho cá nhân tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Theo Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh, đây là hai trong nhiều đối tượng thường xuyên đứng trước các chốt cảnh sát giao thông trên địa bàn để cảnh giác lực lượng cảnh sát giao thông cho các xe tải chở hàng quá tải trọng tránh bị kiểm tra, kiểm soát. Cụ thể, khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông đi tuần tra tuyến đường, khu vực nào,
thì những đối tượng trên dùng điện thoại gọi thông báo cho chủ phương tiện để các tài xế dừng xe lại tránh lực lượng tuần tra. Mỗi lần thông báo, tài xế trả tiền công là 50.000 đồng. Tiếp theo chương trình Người Đưa Tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Tạm giam các đối tượng xông vào siêu thị chém người tại Đà Nẵng. Hàng ngàn du khách nô nức trễ hội Tràng An. Người dân thành phố Hồ Chí Minh chạy bộ, nhặt rác, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt quả tang hai đối tượng gồm Ly Chờ Tùng, 35 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu và Giang A Cu, 27 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 16 bánh heroin. Trước đó, tại km 23, tỉnh lộ 129, thuộc bản Can Tỷ 2, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Ly Chờ Tùng và Giang A Cu đang mua bán trái phép 16 bánh heroin. Các đối tượng khai nhận đã cùng nhau tìm nguồn ma túy, rồi móc nối với các đối tượng đưa sang tỉnh Lai Châu để tìm mối bán qua các tỉnh lân cận. Trong lúc chuẩn bị mua bán trái phép chất ma túy thì bị công an bắt giữ. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Hôm nay, Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người trong nhóm đối tượng xông vào siêu thị đuổi chém người. 5 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Phạm Đình Kiên, Phạm Quang Vũ, Phan Văn Bảo, Nguyễn Đình Cường, Lê Nguyễn Nhật Quy cùng trú tại thành phố Đà Nẵng. Mới đây, nhóm đối tượng trên cùng nhiều thanh thiếu niên khác xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người ở khu vực biển Đà Nẵng nên đã chuẩn bị hung khí đi tìm đối thủ để giải quyết. Khi nhóm của Kiên đi ngang quán nước trước một siêu thị trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, thì thấy một nam thanh niên có dốc dáng giống với một người trong nhóm của đối thủ, nên cả nhóm xông vào đánh chém khiến nhiều người trong quán nước và siêu thị sợ hãi, bỏ chạy. Bị đuổi chém, nạn nhân bỏ chạy vào bên trong siêu thị, nhưng vẫn bị nhóm của Kiên chém nhiều nhát gây thương tích. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy xét thêm các đối tượng liên quan. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Vĩnh Triều, 28 tuổi, trú tại xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, để điều tra vụ nổ súng bắn người vừa xảy ra trên địa bàn. Tại cơ quan công an, bước đầu Triều khai nhận do có mâu thuẫn trong làm ăn từ trước với Di Văn Sĩ, 24 tuổi, trú tại xã Ea Nun, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Nên khoảng 0 giờ 10 phút ngày 28 tháng 4 vừa qua, tại quán bar trên địa bàn phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, Triều nhắn tin cho Sĩ ra ngoài gặp mặt để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã lao vào đánh nhau. Triều lấy súng bắn Sĩ bị thương. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Triều đã đến công an phường Tân Phú đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Yên, 20 tuổi, trú tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đối tượng liên tiếp gây ra hai vụ án giết người, cùng 8 bị cáo khác về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 20 tháng 8 năm 2021, Yên và các đồng phạm đã gây ra hai vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng. Ở vụ án thứ nhất, vào tối ngày 14 tháng 6 năm 2021, sau khi uống rượu ở nhà bạn, Yên cùng đồng bọn chạy xe máy ra về. Trên đường về thì gặp nhóm của LVL trú cùng huyện và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, Yên đâm L gây thương tích nặng. Trong quá trình được cho tại ngoại để phục vụ điều tra, tối ngày 20 tháng 8 năm 2021, do có mâu thuẫn trong việc nợ tiền bạc, nên nhóm của Yên tìm VVA trú cùng huyện để nói chuyện. Khi gặp mặt hai bên xảy ra cãi giả, nhóm của Yên lao vào đánh A. Yên đã dùng cọc gỗ đánh A tử vong. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Yên mức án 17 năm tù, 8 bị cáo còn lại từ 30 tháng tù cho hưởng án treo, đến 14 năm tù về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Hôm nay, lễ hội Tràng An năm 2023 đã khai mạc tại khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Năm nay, lễ hội Tràng An được tổ chức quy mô lớn, thu hút sự tham dự của đông đảo người dân và du khách. Lễ hội Tràng An còn được dân gian biết đến là lễ hội Thánh Quý Minh Đại Dương. Đây là lễ hội truyền thống của địa phương, được tổ chức thường niên nhằm tri ân và tưởng nhớ Đức Thánh Quý Minh Đại Dương, một vị tướng trấn ngải Sơn Nam thời vua Hùng Vương thứ 8. Các đời vua Trần cùng các bậc tiền nhân có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phù trợ quốc thái dân an, cầu mưa thuận gió hòa. Tham dự lễ hội Tràng An sau khi xuống thuyền tại bến thuyền Tràng An,
các đại biểu và du khách thực hiện nghi lễ rước thuyền rồng và thực hiện nghi lễ rước nước theo nghi thức cổ truyền. Trên tuyến đường thủy dẫn vào khu hành lễ chính tại khu vực đền Suối Tiên, du khách được hòa mình vào những làn điệu văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống đặc sắc của các vùng miền. Lễ hội Tràng An đã tái hiện những nét chính lịch sử nước ta qua các triều đại Đình, Lê, Lý, Trần tại vùng đất cố đô Hoa Lư. Nơi đây từng là căn cứ địa chống giặc ngoại xâm, với thành là núi, đường là sông, cung điện là hang động. Lễ hội là dịp giáo dục các thế hệ phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh hoa đoàn kết dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến quý phụ huynh và học sinh, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa người dân. Sáng nay trên địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người đã tham gia chạy bộ kết hợp nhặt rác thải dọc tuyến đường cho đến khi về đích. Vào sáng nay, dọc các tuyến đường trên địa bàn quận 12, nhiều hộ gia đình xếp thành hàng dài tham gia giải chạy bộ bảo vệ môi trường. Cụ thể, ngoài việc hoàn thành cự ly 3,5 km, thì gia đình tham gia chạy bộ phải tích lũy đủ ít nhất 2 kg rác nhựa trên tuyến đường chạy. Thứ nhất thì là nhằm tạo niềm vui, thứ hai là có một cái hoạt động ý nghĩa cho một ngày chủ nhật, và trong khoa đó thì sẽ gắn kết với lại các thành viên trong gia đình để góp phần xây dựng phường Thành Lộc ngày đẹp, văn minh, sạch đẹp hơn. Mới lần đầu tiên thì cả gia đình rất là háo hức cùng với các bé tham gia giải chạy bộ này, chủ yếu là để lan tỏa đến là tinh thần rèn luyện sức khỏe và kết hợp với bảo vệ môi trường xanh của phường Thành Lộc. Em muốn cho bé chạy bộ cùng gia đình mình là thứ nhất là để bé tham gia nhặt rác để bảo vệ môi trường. Em muốn rèn cho bé từ lúc nhỏ là biết bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp ạ. Và đó là cái ý thức của bé để sau này lớn lên bé góp sức vào xây dựng đất nước mình ngày một xanh sạch đẹp ạ. Nhiệm vụ con là nhặt rác, đồng thời con đến chạy bộ cùng với ba mẹ và em. Và đồng thời cả nhà con sẽ nhặt rác để bảo vệ môi trường. Sau gần một giờ tranh tài sôi nổi, các vận động viên về đích với nhiều túi rác bỏ đúng nơi quy định. Số lượng rác người dân gom được lên đến hơn 300 kg. Đa số là các loại rác khó phân hủy như chai nhựa, túi ni lông. Số rác thải này sẽ được tái chế, tạo một dòng đời mới cho chúng. Kính thưa quý khán giả, whey protein là thực phẩm bổ sung phổ biến, nhất là với những người tập thể thao. Không ít người cho rằng đây được xem như một loại thực phẩm không thể thiếu, giúp tăng cơ, nhưng số khác lại khuyến cáo không cần phải sử dụng. Vậy cụ thể như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Whey protein, những người tập thể hình với tập gym thì họ mới sử dụng để tăng hiệu quả cao. Whey protein được làm từ váng sữa, chất lỏng tách ra trong quá trình làm phô mai. Váng sữa sau đó được lọc, tinh chế và sấy khô thành bột đạm whey. Có 3 loại whey protein chính bao gồm: whey protein cô đặc chứa khoảng 70-80% protein. Đây là loại phổ biến nhất, có nhiều đường sữa, lactose, chất béo và khoáng chất. Whey protein tinh khiết chứa ít nhất 90% protein, chứa ít đường và chất béo, cũng như ít khoáng chất có lợi hơn so với whey cô đặc. Whey protein thủy phân đã được tiêu hóa trước, giúp cơ thể hấp thụ nhanh hơn. Các nghiên cứu cho thấy đạm whey sẽ giúp phục hồi nhanh sau luyện tập, tạo cơ bắp và cải thiện sức mạnh, thậm chí là giảm cân và ức chế cơn thèm ăn và tăng cường trao đổi chất. Thế nhưng, công dụng của whey protein đang bị thổi phồng khiến nhiều người lạm dụng. Điều này có thể dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm. Việc bù đắp đủ cái lượng đạm để hồi phục cơ trong quá trình luyện tập rất là cần thiết. Và whey protein là một cái loại đạm mà nhà sản xuất đã phân tách ra thành các acid amin. Có nghĩa là những chất đạm đó khi vào cơ thể sẽ hấp thu nhanh và hiệu quả. Vì vậy nó được sử dụng như là một cái thực phẩm bổ sung trong quá trình luyện tập. Tuy nhiên về vấn đề này chúng ta phải lưu ý rằng khi chúng ta bù đắp đạm, cơ thể chỉ nhận vừa đủ cái lượng đạm đã mất đi thôi. Còn lượng đạm mà dư thừa nó sẽ được chuyển hóa thành năng lượng hoặc là chuyển hóa thành các chất thải đào thải ra ngoài. Thì cái quá trình chuyển hóa này có thể sinh ra chất độc, gây cho cơ thể của chúng ta cảm thấy nhức đầu, buồn nôn, khó chịu và tích tụ lâu ngày có thể tăng axit uric máu, tăng men gan, thậm chí là gây chúng ta nguy cơ là gây sỏi thận, và khoảng 20-50% trường hợp này có nguy cơ là phải cắt đi túi mật. Whey protein có thể an toàn cho hầu hết người lớn khi được dùng một cách thích hợp. Tuy nhiên, loại thực phẩm này không phù hợp với một số đối tượng và tình trạng sức khỏe như
Người bị dị ứng hoặc nhạy cảm với các sản phẩm từ sữa, phụ nữ đang mang thai và cho con bú, sử dụng thuốc albendazole, alendronate và một số loại thuốc kháng sinh nên có sự tư vấn của bác sĩ. Người đang bị đau dạ dày. Quay không phải là thuốc tăng cơ, do đó nếu mục đích dùng quay chỉ để tăng cơ thì không nên sử dụng. Chúng ta cần xác định được mục đích luyện tập của mình là gì để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể một cách phù hợp. Những người mới tập, chưa quen với cường độ cao hoàn toàn có thể bổ sung đạm, protein qua các chế độ ăn uống hàng ngày mà không cần đến quay protein. Cơ thể của chúng ta hoàn toàn có thể lấy được cái nguồn đạm tự nhiên để bù đắp lại đủ cái lượng đạm mà chúng ta mất đi. Và cái nguồn đạm đó chúng ta có thể lấy từ đâu? Chúng ta có thể lấy từ thịt, cá, trứng, vân vân. Thì việc chúng ta chỉ cần một bữa ăn chúng ta bù khoảng từ 1 lạng tới 1 lạng rưỡi thịt cá là đã đủ cái lượng đạm chúng ta hồi phục sau một bữa ăn rồi. Vậy và cái giá trị về kinh tế của nó sẽ thấp hơn nhiều so với một cái lượng đạm mà chúng ta thường được khuyến nghị là để bổ sung whey protein. Whey protein sẽ không gây ra tác hại nghiêm trọng nếu chúng ta sử dụng đúng cách và đúng liều. Khi sử dụng whey protein nên có sự hướng dẫn của các chuyên gia dinh dưỡng y tế. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.